Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị, các bác cùng anh em trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, các bác cùng anh em trân trọng giới thiệu test âm thanh một đôi loa đến từ Anh Quốc, đó là đôi loa Watt Fidelity bao đen là 3180. Watt Fidelity hay còn gọi là Watt Phelan, các bác nha. Em cứ gọi mộc mạc cái tên mà em gọi cũng như là mọi người thợ bán audio đều gọi đó là tên Watt Phelan. Đôi loa Watt Phelan model là 3180 đến từ Anh Quốc. Dòng loa này rất nổi tiếng mà có cái giá thành cực kỳ rẻ. Đấy. Rất là mềm mỏng cho quý vị các bác anh em chúng ta chơi. Dòng loa này nghe đạt là nhạc và đồng thời quý vị các bác anh em chúng ta kết hợp để hát hò karaoke trong gia đình chúng ta rất là hay. Và những đôi loa Watt Phelan 3180, 2190 và 3190, 5190 và trên đời nữa thì em Tiến đã bán rất nhiều rồi các bác nha, đã bán rất nhiều rồi. Và nói về dòng này thì nó có hàng nhái các bác nha, nó có hàng nhái. Cho nên là đến với em Tiến thì các bác, em sẽ chỉ cho các bác mua hàng thật. Bởi vì hàng nhái của Watt Phelan 3180, 3190 rồi vân vân, các cái dòng loa Watt Phelan của mà những dòng mà nghe kết hợp nghe và hát karaoke những đời về sau này thì nó có hàng nhái. Và phân biệt hàng nhái hay không thì chúng ta hãy nhìn về củ cốt của cái loa. Thì hàng xịn thì củ nó 7 màu các bác nhé. Hàng xịn thì củ nó 7 màu, còn nếu mà hàng Trung Quốc nhái thì nó là củ màu trắng. Chúng ta nên lưu ý về điều này. Thì nếu các bác mua vào những đôi loa Watt Phelan mà cái củ lam châm ấy, màu trắng thì đó là của hàng Trung Quốc. Còn đâu nếu những đôi loa hàng chuẩn xịn của Watt Phelan chuẩn xịn thì đó là hàng củ 7 màu các bác nhá, hàng củ 7 màu, tức là củ nó vàng 7 sắc cầu vồng đấy. Đấy các bác nhá. Rồi ok. Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đôi loa Watt Phelan model là 3180 này, em có giá bán hiện tại trong thời điểm bây giờ là cái giá là 4,2 triệu. Và cái giá 4,2 triệu này em bao zin toàn tập và một loa thì thiếu mất một cái A-căng. Chúng ta nhìn thấy rất dễ ngay cái mặt bên này là đầy đủ này. Cái bên này là nó đầy đủ, chúng ta hãy nhìn kỹ nhé. Bên này đầy đủ và bên này thì chúng ta thấy này, khi em đậy hết cái A-căng vào nó còn thiếu một cái, đó là cái thiếu cái A-căng để đậy tép kia kìa. Đấy các bác nha. Và bây giờ thì em chỉ cho quý vị các bác anh em chúng ta thấy là nó thiếu cái A-căng. À. Đây, cái nó thiếu cái miếng A-căng bé bé để đậy vào tép đây này, thì hàng về nó không có cái đấy bác nha. Các bác nha. Hàng về là nó bị thiếu mất một cái. Đấy, cái này là không có làm. Và bát này là bát 20 nhá, màng giấy gân cao su ngược vào trong. Đấy, gân cao su lõm ngược vào trong, gân này còn zin nguyên bản nha anh em nhá. Gân còn zin nguyên bản. Và bên này thì làm một cái tép nữa này. Bên này một cái tép nữa và hai lỗ thông hơi nhá, một tép nữa và hai lỗ thông hơi. Đây là hai loa tép đôm các bác nhá. Hai cái loa tép đôm đụ. Đấy, hai loa tép đôm. Và đây là một cái căng nữa này. Thì dòng này là sử dụng là hai, mỗi một thân thùng là sử dụng là hai cái loa bát có đường kính là 20 bằng giấy gân cao su lõm ngược vào trong. Đôi loa em chưa hề vệ sinh, chúng ta thấy. Đấy. Chưa hề vệ sinh nhá. Rồi ok. Và bây giờ đến với thông số của loa. Thì đây, cái cầu bất loa của nó ở bên đằng sau này nhá, là cọc đỏ đen, chúng ta đấu cọc đỏ đen. Thì Watt Phelan nó cứ thầm làm thêm cái cọc nữa. Chắc là cái cọc này nó đã làm cho nó đẹp thôi các bác nhá. Còn cái cầu bắt điện của nó là cầu đỏ đen đấy nhá. Cầu đỏ đen đấy. Rồi ok. Quá đẹp nhá, quá xuất sắc nhá. Thì thiếu một cái miếng A-căng em báo rõ cho quý vị các bác anh em nhá. Thì bên này đầy đủ này. Đầy đủ thì nó còn cái A-căng này. Đấy, nó bên kia nó bị mất cái A-căng này. Bên kia kìa, nó mất cái A-căng này nhá. Đó. Đó nhá. Em tháo hết A-căng cho các bác các anh chị chúng ta xem về tuyến loa, nó quá mộc mạc và quá đẹp luôn. Đây là hàng em chưa lau chùi nhá. Nếu mà lau chùi nó còn đẹp keng. Và hàng về mộc mạc em cũng chỉ phải qua cái bụi xong đưa vào đây test cho các bác thôi. Còn đâu là các bác biết thừa em là em vẫn cứ hàng vội vàng vàng làm thì hàng em chưa lau chùi vệ sinh đâu. Đã mộc này test cho quý vị các bác anh em chúng ta. Đấy. Thì mà đôi loa này thì bên kia ấy, thì nó mất cái tem, bên này thì còn cái tem này là tem giấy này. Đấy. Bên kia nó mất còn cái tem này rồi nhé. Thì là đôi loa Watt Phelan model là 3180X
Con này là 3180X này. 3180X các bác nhé. Đấy, rất ok. Các bác nhìn thấy chữ hàng chữ Anh Lần ở dưới cùng. Đó, rất ok nhá. Thì dòng loa này có một công suất là 200W, 200W một thân thùng loa nhé, trở kháng 4 ohm. Dòng này nó cực kỳ là chịu đòn khi chúng ta chơi karaoke. Đấy. Cực kỳ chịu đòn, và nhấn mạnh một câu như vậy, cực kỳ chịu đòn khi chúng ta karaoke. Đôi loa có giá 4,2 triệu, rẻ hơn cả loa tàu các bác nhá. Và đến với phương án ngày hôm nay thì em Tiến có đưa vào bộ phối ghép. Bộ phối ghép này chúng ta nghe nhạc cũng như hát hò karaoke luôn. Thứ nhất là em ghép với là một chiếc âm ni, đó là chiếc âm ni Boston Audio model là PA309S25 mã. Chiếc âm ni này nó chạy 4 con sò than, công suất đâu đó là 400 bao nhiêu watt ạ, hơn 400W, gần 500W. Thì dòng âm ni này là dòng âm ni xịn sò của Hàn Quốc nhá, Marine Korea nhá, Marine Korea. Rồi. Và chiếc âm ni này nó có giá là 6,5 triệu, giá 6,5 triệu nhá, đẹp keng luôn. Đấy. Hát karaoke cực kỳ hay. Và hôm nay em Tiến về thêm được một bộ mic, đó là bộ mic bãi của Nhật, dòng này em bán khá nhiều rồi các bác nhá. Và các bác vào kênh của em, các bác xem cơ khoảng cơ tầm độ 2 tháng này, hơn 2 tháng này rồi, thì em Tiến không có lấy về được một bộ mic nào. Và hôm nay về duy nhất thì được có bộ mic thôi. Cái bộ mic này là bộ mic tên là Sundala các bác nhá. Bộ mic Sundala model là ULX588. Đây. Mic Sundala model là ULX588. Gồm có một bàn mic và hai tay mic rất đẹp. Đấy. Các bác nhá. Cái bộ mic như này nó có dây dọ đi kèm theo đầy đủ nhá. Thì em Tiến vẫn có giá bán là 2,3 triệu. Dòng mic này là dòng mic tự ngắt gia tốc các bác nhá. Dòng mic tự ngắt gia tốc. Đấy, chất âm của nó cực kỳ hay. Và các bác biết thừa là em Tiến bán mic ấy, lo em Tiến rất là kỹ tính về các cái dòng mic mà em bán, chứ không phải là mic nào cũng làm đâu. Vì các bác thấy là trong 2 tháng này các bác hỏi mic em rất là nhiều, nhưng không phải là hàng mic nào em cũng lấy. Mic em làm là phải được theo ý của em Tiến. Đấy, nó phải hay thì em Tiến mới lấy phục vụ quý vị các bác anh em chúng ta nhá. Còn những hàng không hay thì em không bao giờ em lấy đâu, kể cả rẻ không đấy. Các bác mua mic của em các bác cứ yên tâm, kể cả những chiếc vàng cũng vậy, nó cũng phải là hàng tuyển. Và bây giờ thì em sẽ bật cái mic lên và sẽ ca chay một đoạn nhé. Ca chay một đoạn nhé. Bật mic ca chay một đoạn cho anh em thử xem thế nào. Vang nhạc của con âm đi bút tần dòng yêu PA309S25 rất hay. Phải quyết định bây giờ ca chạy một đoạn này. Buông khói đây. Nửa đêm giá lạnh bỗng nghe ấm bồn tình thương trong tim, sương rớt trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài. Rồi. À, cái mic khi bật đèn lên thì nó sẽ như này các bác nhé, nó sáng đèn như này. À, đèn nó đèn sáng vàng luôn nhé. Độ chống rú chống rít rất tốt. Dòng mic ra dòng mic tự ngắt gia tốc mà. Cho nên nó có cái độ chống rú tốt, cực kỳ tốt. Rồi. Vừa rồi thì em Tiến đã nghêu ngao một đoạn nhạc chay, một đoạn nhạc tức là em Tiến hát cũng không được hay đâu. Để cho quý vị các bác các anh em chúng ta biết được về cái chất của cái bộ mic cũng như là đôi loa nó phát ra và từ chiếc âm ni. Rồi. Bộ mic Sundala model là ULX588 có giá 2,3 triệu một bộ các bác nhá. Còn âm ni Boston Audio PA
329S hay là mã hàng của Hàn Quốc xịn. Thì con Omni này có giá là 6.500.000 các bác nhá. 6.500.000. Và đôi loa Watt Phelan model là 3180 em đã giới thiệu rất kỹ. Đôi loa này có giá là 4.200.000 đồng các bác nhá. Mọi chi tiết các bác hãy liên hệ trực tiếp với em Tiến bằng số điện thoại 0966 603 183. Địa chỉ em ở Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương. Em ở gần nhà thờ thôn Mỹ Động, nhận giao hàng toàn quốc. Các sản phẩm em Tiến báo giá không bao gồm cước ship quý vị nhá. Bây giờ mời quý vị, các bác, anh em chúng ta hãy cùng lắng nghe âm thanh. Chiều bàn sao cho hồng đêm đen biên giới, theo cánh cung anh đóng ven nhân tình, nghe muôn côn trùng than trong đêm thường sầu thương thêm. Hồn dung tiềm thức xoay trong vùng thương nhớ, lén lén đưa anh qua bên mộng này. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đánh, anh lấy ơi tôi
Vâng, cảm ơn quý vị, các bác, cô, anh em rất là nhiều.